quanh tôi những người muốn đuổi đời bỏ rơi hạnh phúc buồn nhỏ nhoi giãn đời miệt mài trong khát vọng thiết hơn chẳng còn nhận ra yêu thương thật quý giá chuyện những người nghèo quanh tôi lại giàu trong tiếng cười lắng nghe cuộc sống trân trọng từng phút giây từng ngày với tiếng cười dẫn lối đi bình thản ngắm anh mặt trời lên vì cuộc đời đơn giản lắm khi ta mang những yêu thương cho đi sẽ luôn nhận được yêu thương thật tâm không lừa dối chạy theo sánh vọng mất mát và cũng chẳng thể quay lại một cuộc sống hơn thua buồn hay vui vì cuộc đời đơn giản lắm ta sẽ thành thời cùng chẳng sao mình đã sống giờ chất thành đau nặng như vậy mà ba cũng không về. Có lẽ đối với ba, công việc quan trọng hơn tất cả. Anh hai thì ở xa. Nếu có anh ấy ở đây, anh ấy sẽ lo cho má nhiều hơn. Anh ấy sẽ không thờ ơ như những người khác. Lúc còn trẻ, má có biết bao nhiêu người theo đuổi. Mà bây giờ, chỉ còn một mình con bên cạnh má với nỗi cô đơn. Ủa? Cô Dung? Ủa? Hiển hả? Dạ, chào cô. Con mới đi dạy về phải không? Dạ, đúng rồi cô. Cô xuống đây thăm Yến Nhi hả? Ừ, Yến Nhi cũng có lên trên cô. Nhưng lúc đó công việc lu bu quá, cô không có nhiều thời gian để nói chuyện với nó. Dạ, đúng rồi, lần trước con nghe Yến Nhi nói lên thăm cô chú, mà không chịu nói con nghe gì hết trơn, để con lên con thăm. Cảm ơn con. Dạ. À, cô à, cô chú có tin là anh Sơn sẽ quay trở về không? Còn con á, và Yến Nhi thì rất là tin vào cái điều đó. Bởi vì anh Sơn là một người tốt, con không nghĩ anh phải chết oan chết ức như vậy. Hiển à. Dạ. Có phải con và Yến Nhi hiểu nhau lắm phải không? Dạ, thì đúng rồi. Tại vì hai đứa con á ở kế bên nhà nhau từ nhỏ tới lớn, nên rất là hiểu nhau và thông cảm cho nhau nữa. Chỉ là thông cảm và hiểu nhau thôi hả? Dạ. Cô nghĩ tình cảm của hai đứa phải hơn như vậy nữa chứ? Dạ, không có hơn vậy đâu cô. Chỉ tới mức đó thôi à. Từ nhỏ đó, Yến Nhi sống với gia đình, rồi tới cái lúc mà gặp anh Sơn luôn đó. Hiển à. Dạ. Nếu như Lữ Sơn không bao giờ quay trở về nữa, thì con và Yến Nhi có cùng... Dạ, không đâu. Sao lại không? Bởi vì chừng nào anh Sơn chưa trở về thì Yến Nhi sẽ không chấp nhận bất cứ ai cả. Con nghĩ vậy cũng đúng. Con thật lòng thương Yến Nhi, nên con rất là tôn trọng những quyết định của ấy. À, thôi mình đi cô. Con hai đã học rồi. Tại con giỏi quá đó.
Nè, để nó, đây cậu nói nghe nè. Thôi bây giờ hai cậu cháu mình qua nhà bà Năm chơi ha. Để cho mẹ lại bà nói chuyện nha. Đi. Nè, con đưa mẹ, con đưa bà, con đưa mẹ đi. Ừ, giỏi lắm. Thôi bà anh chơi đi. Con đi con, tôi đi nha. Bé Thiện đâm hồ lớn quá. Thoạt đầu cô nhìn không ra. Cô vô nhà chưa? Ờ, thôi hay cô cháu mình ngồi ngoài này cho mát. Vậy cũng được. Cô ngồi đi. Con à, từ ngày có bé Thiện con vất vả nhiều lắm phải không? Dạ, con không thấy vất vả đâu. Ngược lại con thấy rất vui. Cô nghĩ là đến lúc con cũng cần phải có người san sẻ những vất vả khó khăn của con đi chứ. Ra cả cái xóm này ai cũng thương yêu bé Thiện, ai cũng giúp đỡ mẹ con có cái gì. Nhưng mà con muốn chia sẻ cái chuyện với con cho mọi người. Hôm nay cô đến đây là vì chuyện này đó. Cô muốn nói với con không thể nào để phí tuổi xuân của con như vậy hoài được. Cũng đã nói, con phải nghĩ đến chuyện riêng tư của mình rồi chứ. Gì vậy? Có phải cậu Hiển là người rất tốt đúng không? Và cậu ấy là con rất thương yêu trẻ con nữa. Cô cũng đã nói chuyện với cậu ấy rồi. Và cô biết cậu ấy cũng rất là thương yêu con đó. Cho nên con nên chấp nhận tình cảm của thầy Hiển đi. Nếu như trước đây thằng Sơn nó còn sống thì nhất định cô sẽ giữ con ở bên cạnh để làm con dâu của cô. Nhưng lần này nó đã đi xa lắm rồi con à. Khó mà có thể trở về được. Con phải quên tất cả đi và hãy nghĩ tương lai của mình. Con không thể nào phí hoài tuổi xuân như vậy được đâu. Con hiểu cô nói gì không? Con đã nói là con sẽ chờ anh Sơn. Cho dù anh không về, hoặc là cho dù không ấy, cô chỉ sợ con khổ thôi. Mà nếu như vậy cô rất có lỗi với ba mẹ của con. Con thấy mình rất hạnh phúc. Có hạnh phúc nào bằng được chờ người mình yêu. Chờ đợi cũng gọi là hạnh phúc được sao con? Tổng giám đốc, em nghe. Cô cho gọi chú Lương qua gặp tôi. Dạ. Chào anh. Cái gì vậy? Tôi mới vừa gọi chú qua liền. Đừng nói nãy giờ đang đứng ngoài cửa nghe. Đúng vậy, em đang đứng ở đó. Chú ngồi đi. Cảm ơn anh. Sao chú biết là tôi sẽ gọi chú vào? Em biết khi anh xem xong hồ sơ thì anh sẽ gọi em thôi. Chú trả lời đi. Tại sao chung cư của chúng ta bán không được? Thưa anh, vì không có ai mua hết. Chú nói giỡn tôi vậy hả? Em nói bằng sự thật. Nhưng mà nãy giờ anh chưa hỏi em là tại sao chung cư của chúng ta không có một người khách nào mua. Thôi được rồi. Tại sao chung cư của chúng ta không có ai mua? Thưa anh, vì nó không được quảng cáo cho nên không ai biết. Tôi nói vậy rồi đó. Tôi vẫn quảng cáo và chi phí quảng cáo nó còn cao hơn những lần trước nữa.
nhưng cái kết quả quảng cáo đó không được khả quan anh ạ. Vì sao? Trước đây chị Hai là một gương mặt tiêu biểu đại diện cho công ty mình, được công chúng yêu mến và ủng hộ. Còn bây giờ không có chị Hai, chúng ta đưa những gương mặt lạ lên cho nên mọi người không thích nữa. Quảng cáo nhà đất mà làm như quảng cáo mỹ phẩm vậy. Nhưng chị Hai là một biểu tượng của sự thành đạt. Khi mua một căn hộ của chúng ta, các bà phụ nữ cũng như các quý ông đều muốn có một tổ ấm giống như anh vậy. Tôi hiểu, nhưng mà bây giờ vợ tôi đang bệnh, vợ tôi không thể cán đáng những chuyện đó được. Chúng ta phải cần một gương mặt khác. Như vậy cô ba có được không? Cái gì? Ông Hồng Thu nữa hả? Không được đâu. Nó chỉ được dễ nhìn thôi chứ không sắc sảo. Tôi cần một cô gái thật đẹp để làm chuyện này. Vậy anh chọn đối thủ của anh gì? Đối thủ của tôi là ai? Nhiều quá tôi không nhớ hết được. Người mà hay làm anh nhức đầu là ai? Bạn gái cậu Hai. Yến Dân à? Đúng vậy. Chỉ có bản lãnh của cô ta mới giúp được công ty lấy lại hình ảnh trong mắt của khách hàng. Có nghĩa là tôi sẽ lấy lại những gì tôi đã mất, hoặc là tôi sẽ mất luôn tất cả những gì tôi đã có. Em vô đi. Nhà của anh ở đây hả? Ừ. Thấy sao? Ôi đẹp quá à. Đẹp hơn là em nghĩ. Em cứ tưởng là anh ở mấy cái nhà trọ tồi tàn của sinh viên chứ. Ê, em coi thường thiếu gia Lộc Trung vậy sao? Như vậy mới xứng tầm với thiếu gia Lộc Trung đúng không? Đúng rồi em ơi. Anh ở đây với một người bạn nữa. Ủa dạ? Ừ. Bạn anh đâu? Bạn lịch sự lắm. Biết bạn gái anh qua nên nhường cái nhà lại lại cho anh. Con Nhiên rồi. Bạn anh dễ thương quá à. Đẹp trai nữa kìa. Thiệt không? Ừ. Giới thiệu cho em đây. Hay dở mà. Anh biết chứ bộ. Mà chú tưởng tượng phải không? Dạ, 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 không, không, không. Em không hề tưởng tượng. Dạ, đây câu chuyện này nó có thật 100% luôn anh ơi. Dù anh không tin đi chăng nữa, nó vẫn là sự thật. Sự thật à? Dạ. Tại sao chú biết mà chú không báo cho tôi biết sớm? Dạ, thưa anh, em cũng chỉ mới biết tin này thôi. Từ khi cô ấy cầm món quà của cậu Hai lại tặng em. Dám làm như vậy à?
Ôi trời ơi, cô gái này mà chuyện gì lại không dám làm anh. Nhưng mà tại sao nó có thể qua bên đó được? À, em nghe nói là cô ta có liên hệ với một mẫu số ở bên nước ngoài, đi qua bên đó bằng đường biểu diễn và sau đó tìm mọi cách để gặp cậu hai. Bây giờ mình có thể ra tay trước không anh? Nó mới đến với thằng Trung, chuyện cũng chưa có gì đáng kể. Cứ chờ một thời gian đi, coi nó động tĩnh như thế nào, rồi mình xử nó cũng không muộn. Bây giờ đó là cậu hai đã xong cái khóa học và chuẩn bị quay về đây rồi đó. Tôi biết, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi, chú yên tâm. Dạ. Em yêu anh. Anh yêu em. Em yêu anh nhiều hơn. Em yêu anh nhiều. Anh cũng phải yêu em nhiều như vậy nha. Anh yêu em mãi mãi. Chịu chưa? Ba về cứ mãi nha. Trời thì gớm quá, muốn ói quá trời ơi. Ê, lịch sự chút đi. Trời ơi, sến cái gì mà sến dữ vậy trời. Cái sến? Thời buổi gì rồi mà còn em yêu anh cũng yêu em. Hai chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi lan và điệp ơi. Một câu giọng cổ lên là cái bụng ông. Bỏ đi. Tôi nói là cảnh báo cho ông biết thôi. Ở trên đời này không bao giờ có cái thứ gọi là tình yêu hết. Mà có lỡ có đi chăng nữa là ở đâu ra? Là do mấy ông nhạc sĩ ở không, với lại mấy ông nhà văn không có cái gì để làm á, cho nên mới sáng tác ra những câu chuyện tình yêu cho mấy người mà khờ giống như ông vậy tin theo. Có nghe câu này chưa? Tình dĩ đẹp khi còn gian dở, cưới nhau về nham nhở lắm ai ơi. Câu này ai nói? Câu này nhà văn nói đàng hoàng à. Nhưng mà tôi có cover lại chút xíu. Vừa thôi nghe. Nói tập bậy tập bạ không, cái câu văn người ta hay như vậy, ông cover làm sao ra hả? Ý nghĩa nó lung tung hết. Tôi cảnh giác ông thôi. Thôi cởi dẹp đi. Ăn đi. Đừng có nói nữa. Thấy khổ không? Thấy tôi khổ không? Trời mưa gió bão bùng như vậy mà phải đi mua đồ ăn vậy ông ăn. Đâu có như bên Việt Nam, vô nhà hàng kêu một cái là cái món gì cũng có. Thậm chí là đứng trước cửa nhà kêu một cái là có đồ ăn bưng vô. Qua lên đây mua hamburger, chạy một tiếng đồng hồ mới có. Rất lạ. Đâu có gì đâu lạ, thấy ông ăn mì gói hoài sợ nổi mụn, lâu lâu đổi món cho ông mà. Đâu có gì đâu. Tại sao đổi món? À, nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời. Ông muốn ăn hối lộ gì đúng không? Bậy bạ, có hối lộ gì đâu, không có. Không có, tôi không ăn. Trời ơi, người ta có lòng tốt, mua cho ăn cũng không được, nó làm người tốt khó ghê luôn. Không có cái gì đâu mà, ăn đi, tôi thương ông, sợ ông ăn mì gói nổi mụn. Ê, bạn bè tôi hiểu tính ông lắm. Có chuyện gì giờ dạ ông mới tốt với tôi như vậy đúng không? Không có gì hết mà. Có, nói đi, trời ơi, tin tôi đi, không có. Có, bạn bè mà cứ nói ra đi, lật bài ngửa đi, giấu gì, lật cái. Có chút xíu rồi. Cũng có. Chút xíu rồi. Chút xíu gì nói. Thắc mắc nhỏ. Nhỏ cứ nói. Thì mình cũng theo đúng lịch trình là mình cũng sắp về Việt Nam rồi đó. Nếu mà về Việt Nam thì cũng theo đúng lịch trình là tôi sẽ làm việc ở công ty của ba ông đó. Nếu mà tôi làm việc ở công ty của ba ông thì tôi làm tốt thì đâu có nói làm gì đúng không? Ví dụ như mà tôi làm không tốt thì tôi sẽ bị đuổi việc. Chính xác. Mà khi tôi bị đuổi việc rồi thì tôi sẽ phải đền hợp đồng, tại vì cái tiền ba ông cho tôi qua đây du học đúng không? Đã chính xác rồi. Đó, bởi vậy cho nên là tôi thấy là tôi với ông là bạn bè chơi thân với nhau mấy chục năm mà chắc mình không hiểu nhau lắm rồi đúng không? Bỏ. Coi như tôi không có duyên ăn bánh nè. Được rồi, tôi không có, không có. Nghe nói tại vì mình hiểu nhau quá mà đúng không? Mình ở đây đồng cam cộng khổ, một múi chia đôi mà. Cho nên ông ấy về Việt Nam ông cho tôi làm trợ lý cho ông đi. Khùng hả? Ê, ăn muối nhiều cái iốt nó dư đúng không? Xong đâm ra khùng phải không? Làm cái gì? Phó giám đốc làm gì có trợ lý? Có, sao không có? Phó giám đốc nhưng mà có chữ giám đốc là có trợ lý hết. Nó cấp giám đốc là có trợ lý hết. Phó là 11 cũng lên giám đốc thôi. Có trợ lý. Nói như ông ai cũng có trợ lý, nguyên công ty trợ lý không à. Không ai làm chính thức hết. Thì bây giờ tôi về tôi làm trợ lý cho ông mà đúng không? Hai mình hiểu nhau quá, mình làm trợ lý cho nhau. Chứ bây giờ ở trong công ty là chú Lương làm trợ lý cho ba ông rồi. Mà bây giờ không có trợ lý cho ông thì chú Lương vừa phải làm trợ lý cho ba ông, xong vừa phải làm trợ lý cho ông nữa. Phiền lắm, cho tôi làm. Cái chuyện này tôi không quyết định được. Về Việt Nam, có gì ba tôi giải quyết. Giờ cứ để im không? Tôi ăn. Về Việt Nam lận hả? Giờ cứ để im tôi ăn không? Nhưng mà tại sao mình không tính trước cái chuyện đó ở bên đây đi mà mình phải về tới Việt Nam? Ông để im đi.
Thôi không mấy ông ăn đi chứ tôi đâu có nói gì nữa đâu. Tao còn yên nữa mua cái hamburger thùm lèm bèm lèm bèm. Nhưng mà phải đợi về Việt Nam mới nói được hả? Chứ mà ăn đi đâu có dám nói gì đâu. Không mấy tôi thấy bây giờ cũng còn sớm, ông gọi về Việt Nam nói ba ông tiếng trước giùm cái đi. Nói giùm một nè, dạ. Giọng đi. Ê thôi mà ăn đi mà, trời ơi thôi. Bỏ đi ha. Ăn đi, bỏ gọi giùm tôi đi mà. Được, nó cứ về đây đi. Ba sẽ kiểm tra trình độ của nó, coi khả năng nó như thế nào thì ba mới nhận. Chứ đừng có đòi hỏi ở vị trí này vị trí nọ, hiểu chưa? Cứ như vậy đi. Đợi hai đứa về ba sẽ tính. À, em Trình anh à. Hình như là anh đang có chuyện bực mình. Quá bực mình. Ồ, nếu anh bực mình thì em làm sao em vui được? Tại vì em là trợ lý của anh mà. Mà bực mình thiệt luôn đó anh. Bực hết sức bực luôn. Bực không thể tưởng tượng nổi. Bực mà tới mức độ mà khi mà em nhìn tới cái mặt anh em cũng bực luôn. Cái gì? Dạ không, ý em nói là em bực mà tại sao em không hiểu anh bực về chuyện gì? Tôi bực mình á. Dạ. Là cái chuyện thằng Trung. Nó gọi điện thoại cho tôi. Nó xin á, cho thằng Tùng sau này làm trợ lý phó giám đốc cho nó. Cái gì? Trợ lý phó giám đốc? Xàm xí đú. Trời đất ơi, làm như trợ lý dễ ăn lắm vậy á. Nè, em nói cho anh nghe, trợ lý là sao? Trợ lý là phải có trình độ, phải có thâm niên. Đó, chẳng hạn như em nè, đó, phải có quá trình nữa. Đó, như em là trợ lý của anh thấy chưa? Đó, biết bao nhiêu lâu rồi, thâm niên quá rồi, chỉ cần anh nhích một chút xíu thôi. Em biết anh muốn cái gì rồi. Trời, tự nhiên đòi làm trợ lý vô lý luôn. Mà tôi cũng ngẫm nghĩ thằng Tùng này. Dạ. Nó đúng là một kẻ thích lợi dụng người khác. Được. Những kẻ mà thích lợi dụng người khác thì cũng có những điểm để chúng ta lợi dụng lại nó đó. Chính xác. Anh nói quá đúng. Tự nhiên nghe anh nói cái em nhớ tới một người liền. Ai vậy? Người này nó ở trên cao lắm anh. Ai? Còn Dân á. Dân là mây ở trên cao lắm. Con nhỏ này nè, nó chuyên môn lợi dụng người khác thôi anh. Nó với thằng Tùng mà một cặp thôi, xứng đôi dừa lứa lắm anh ơi. Chú nói điều này. Dạ. Tôi tưởng tượng á, à, con Dân với thằng Tùng mà ráp lại với nhau, nó ở nhà nào chắc banh nhà đó quá. Dạ. Đây. Dạ. À, con Dân dạo này thế nào rồi? Dạ. Con Dân hả anh? Ừ. Chết rồi. Cái gì? À, dạ không, em lỡ miệng em nói bậy. Dạ con Dân dạo này nó im hơi lặng tiếng, cái ý em vậy đó. Hình như là nó có một cái sự tính toán trong đầu, một cái mưu đồ gì đó mà mình chưa biết được anh. Ừ. Dạ. Nhờ chú nhắc, tôi lại có cảm giác. Dạ sao? Lâu lắm rồi tôi mới gặp một đối thủ đúng tầm đúng sức như vậy. Ồ, con Dân mà anh lại cho là một đối thủ với anh sao? Đúng như vậy. Đối với những đứa khác, tôi chỉ cần giải quyết 30 giây thôi. Còn đối với nó, tôi hơi bị nhức đầu đó. Thôi, chú về phòng lo công việc đi. Dạ. Nè, nhớ lần sau cần gì thì đưa thư ký mang qua cho tôi. Dạ. Chú là trợ lý giám đốc mà sách giấy tờ hồ sơ chạy vòng vòng vậy. Có sao đâu anh. Dạ thưa anh, thôi giờ em về. Nhưng mà chắc em không có về phòng mà em đi ra tiệm thuốc tây. Để làm gì? Em mua thuốc nhức đầu cho anh. Cảm ơn nhiều. Thôi về đi. Chào anh, em đi. Vậy là mình đã có thai. Mình đã đạt được mục đích của mình. Bây giờ để coi ông Phước, ông ta ngăn cản mình bằng cách nào. Mình sẽ đi báo cho anh Trung tin này. Nhưng mà nếu anh Trung biết thì ông ta cũng sẽ biết. Mà ông biết thì bất lợi lắm. Không chừng ông sẽ cho người hãm hại mình nữa. Không được, mình phải giấu kín chuyện này rồi mới tính tiếp. Thank you.
Thiệt là bực mình. Tự nhiên bị công an mời lên điều tra, không biết có bị động hay là không nữa nè. Mình về nhà hả chị? Ừ. Chị không tính đi đâu sao? Đi đâu là đi đâu? Tìm người cũ. Nè, mày biết cái gì phải không? Nói cho chế nghe đi, đừng có lanh quanh nữa. Vậy mà em cứ tưởng là chị biết chuyện thằng Tùng tố cáo chị rồi chứ. Thằng Tùng? Nó có gan làm chuyện đó à? Không nói thì ai chị? Cái này không phải do em nghĩ, mà là đại ca nói. Ông ta nói hả? Nếu ông ta nói á thì đúng rồi đó. Vậy chị có muốn xử nó liền luôn bây giờ không? Không. Sao lại vậy? Là chị tu rồi hả? Không phải chế tu, mà chế đang nghĩ coi cách nào để xử nó chết thê thảm hơn nữa kìa. Nè, chạy mau đi, về nhà lẹ lên, chế ngán cái mùa tù lắm rồi. Ủa, ai mở cửa vô nhà vậy kìa? Này, em mới về. Về hả? Dạ, mới về. Chờ hai chút. Hôm nay bán được không? Được, hai về sớm nè. Ây à, ở nhà đi, để hai qua đón bé Thiện về chơi với em. Ủa, hai vẫn để bé Thiện ở nhà dì Năm hả? Ừ, bữa nay dì Năm có công chuyện nên sẵn rồi hai qua đón nó sớm luôn nhé. Thôi để nó bên đó đi, qua đây em có chuyện nha. Muốn nói với chị hai. Nhưng mà nó... Để nó đi mà, ngồi đây đi. Cái gì? Hai nhìn coi em có gì khác không? Hình như em mập hơn đúng không? Em mập lên 2kg. Vậy hả? Nhưng mà điều quan trọng là em có thai rồi. Em lại có thai? Có thai với ai? Thì với Chào, có đứa nhỏ. Như vậy là ba của bé Thiện về rồi hả? Cảm ơn trời Phật. Tuy là hai đứa chưa làm đám cưới, nhưng mà ba của bé Thiện chịu quay về như vậy là gia đình vui vẻ hạnh phúc rồi. Hay là mọi người cứ nhắc tới cái thằng cha đó được không? Đối với em, cái thằng cha đó chết mất xác từ lâu rồi. Đây là con của một người khác. Đúng rồi, tụi em chưa làm đám cưới mà. Cưới hay không đâu có gì quan trọng đâu. Quan trọng là có đứa nhỏ rồi. Có nghĩa là tương lai đứa trẻ này cũng sẽ không có cha. Cái con nhỏ này kỳ ghê vậy đó. Đã biểu đi về rước thằng nhỏ cho mình đi đám giỗ. Vậy mà đứng lo cái gì đâu, giờ này nó cũng chưa qua. Em có biết suy nghĩ không vậy? Con ra sao rửa tay với mặt đi, lát bà ngoại vô lấy cơm cho con ăn nha. Em đã từng làm khổ một đứa trẻ rồi, bây giờ em muốn làm khổ thêm một đứa nữa à? Đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không khổ như là bé Thiện. Vậy còn bé Thiện? Em có nói với người ta về chuyện của bé Thiện không? Em không có nói được. Tại sao? Gia đình người ta danh giá lắm, người ta không thể nào chấp nhận bé Thiện được. Với lại em cũng chưa có nói với anh biết chuyện này, cho nên em mong hai giữ kín chuyện này giùm em. Ủa, hai chị em đang nói gì vậy ta? Má, lấy cơm cho con ăn. Con đói. Thiệt, ra chị hôn cái coi. Má. Nè, cô là ai vậy mà sao tự nhiên cô đòi hôn nó là sao? Con là... Nó hả? Chỉ biết theo mẹ nó thôi. Mà cô không phải là mẹ ruột của nó không? Nếu không phải là mẹ ruột của nó không theo cô đâu, nó theo mẹ nó thôi à. Mà con nít này nó lạ dữ lắm. Ai mà thương nó thì nó biết, mà ai không thương nó thì nó cũng biết. Bởi vậy nó không theo cô đâu, nó theo mẹ nó thôi à. Người ta nói đó, mến trẻ thì trẻ tới nhà, mến người già thì người già cho tuổi. Mà chỉ có một cái hạng thôi mà không biết thương người già mà cũng không mến trẻ nữa. Bởi vậy tôi nói sau này hả là chết cô đơn, không ai thèm dòm đâu. Vì Năm ơi, vì nói sai rồi. Con thì con nghe người xưa nói là dai mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quá người ta nghe rầm rầm. Con không có sợ con bị cô đơn đâu dì Năm. Con bây giờ khác ngày xưa rồi, bất cứ chỗ nào con đi người ta cũng đi theo để đòi hưởng lợi đó. Em không được hổn với dì Năm như vậy chứ. Thôi, những gì em muốn nói với hai thì em đã nói xong rồi. Bây giờ em về thành phố đây. Là xuống đây rồi, không ở chơi thêm được một hai ngày hay sao? Em bận lắm à.
mai em phải đi khám thai. Bây giờ em có con rồi, thì là con vàng con ngọc của em. Em phải chăm nó nhiều hơn một chút. Nè, bây giờ nhân quả trả liền liền nha. Đừng có gieo nghiệp trước rồi sau này hối cải cũng kịp đâu nha. Alo, dạ Yến Vân đây anh. Anh mời em đóng phim hả? Nhưng truyền hình mà bao nhiêu tập anh? 40 tập. Mà anh quay tính là bao lâu xong? Ôi dạ nhiều quá, em sợ em theo không mất được. Dạ, tại thời gian này thì em bận lắm. Sao chỗ của em sao em nói cho anh nghe được? Mà nói chung thì em cũng còn thấy 2 phim điện ảnh chiếu Tết rồi, còn nhiều show truyền hình lắm, không có theo anh được. Dạ, thông cảm em nghe, lần sau ha. Dạ, dạ, em cảm ơn anh. Chán dễ sợ luôn. Lúc cần chẳng có ai kêu hết, lúc có việc hết người này kéo rồi người kia kêu gọi. Không có nhận show thì không có tiền, mà nhận show thì bể chuyện, mình có mà chết. Thôi, thà nhịn đói nằm co còn hơn ăn no vác nặng. Như vậy là cái bào thai của con Yến Vân là của thằng Trung à? Đương nhiên là cô ta phải nói như vậy rồi. Bây giờ tới giờ phút này cũng chưa có biết được là bào thai đó của cậu Trung hay là của tôi. Cái gì? Nó bậy nữa rồi. Tại vì nó thật sự nó em lo lắng quá. Em xin lỗi với anh. Bây giờ chỉ còn có một cách duy nhất thôi à. Là khi chờ đứa bé chào đời, mình đem thử ADN thì mới biết chính xác được. Con nhỏ này thật ma mảnh. Tôi không lường trước hết tất cả những sự việc này. Còn vài tháng nữa cậu hai về, mình có xử con nhỏ này ngay bây giờ. Như vậy là cô giết cháu nội của tôi à? Giờ phút này mà anh còn tính đó là cháu nội anh sao? Anh ơi, cháu ngoại mới chính xác là cháu của mình. Còn cháu nội á, là mình phải coi lại. Có khi nó lộn quá, lộn lại, lộn xáo. Không tin 100%, nhưng mà cũng phải có 50% trong đó. Nếu đúng là cháu nội của tôi xử mẹ nó, tức là tôi đã giết cháu tôi. Em nói thiệt với anh nha, từ trước tới giờ đó anh giải quyết bất cứ một chuyện gì hết, anh cũng cứng rắn và rất là quả quyết, chứ không phải anh tình cảm với bây giờ đâu. Nè, tôi không tình cảm đối với những kẻ khác, còn con cháu của tôi thì tôi không thể làm vậy được. Thôi được rồi, em sẽ kêu cô ta về đây. Để làm gì? Để anh nhận làm con dâu, được chưa? Nè, tôi cho chú biết, tôi không nhận dâu, nhưng tôi nhận cháu. Bây giờ chú giúp tôi bằng mọi giá phải bịt miệng tất cả các nhà báo lại. Trong nội ngày hôm nay, những bài báo đăng về Yến Vân phải được gỡ xuống hết, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Hầm lẹ đi, đừng để những bài báo nó tràn lan. Em đi đây. Yến Vân này cũng đáo để thiệt. Nó cũng xứng đáng làm dâu nhà mình lắm. Nhưng quan trọng là nó có số hưởng hay không. Chào cô. Chào chú. Chú tới đây tìm con có chuyện gì không? Tôi cần gặp cô và cần trao đổi với cô một số công việc.
Chị mời chú vô nhà. Chú ngồi đi. Cảm ơn cô. Cô là diễn viên mà có một căn hộ đẹp như vậy còn muốn gì nữa? Cô không thích ở đây à? Cô lại muốn được một căn nhà cao cửa rộng hơn nữa là sao? Nếu mà không như vậy thì chẳng có ai muốn làm giàu để làm gì. Mời chú uống nước. Cảm ơn cô. Chúng ta vào thẳng vấn đề đi, để khỏi mất thời gian của nhau. Tôi muốn hỏi cô, cái bào thai trong bụng của cô đó có phải là của Lộc Trung không? Chú đã gỡ bỏ tất cả các tin tức của con trên báo rồi. Giờ chú còn quan tâm tới chuyện đó để làm gì? Tôi phải quan tâm, vì đó là danh dự của gia đình tôi. Đúng, cái thai đó là của anh Trung. Và chừng nào đứa nhỏ ra đời, con sẽ cho nó đi xét nghiệm ADN để chứng minh với chú. Đứa nhỏ ra đời? Nhưng nếu tôi không muốn đứa nhỏ ra đời thì sao? Chú có thể giết cháu mình hả? Nếu nó là đúng là cháu của tôi thì tôi không hại nó. Nhưng bằng chứng? Bằng chứng nào? Bằng chứng nào có thể nói đó là cháu của tôi? Tôi với cô không tranh cãi nữa. Tôi sẽ nói rõ mục đích của tôi đến đây gặp cô để làm gì. Tôi sẽ chấp nhận cô làm con dâu của tôi nếu cô thực hiện những điều kiện tôi đưa ra. Cuối cùng thì mình cũng đạt được mục đích rồi. Ông không thể nào bỏ cháu nội của mình được. Chú nói đi. Thứ nhất, khi cô sanh đứa nhỏ, nó phải đúng là cháu nội của tôi, mà là cháu trai chứ không phải là cháu gái. Nhưng mà con trai và con gái thì có gì khác nhau đâu? Khác chứ cô. Con trai làm được nhiều việc, còn con gái thì không. Nhưng mà con đâu thế nào cãi được số trời. Lỡ đâu đứa nhỏ là con gái thì sao? Trong cuộc sống của cô, tôi thấy cô cũng cãi số nhiều rồi. Thì chẳng lẽ chuyện này cô làm không được à? Còn điều thứ hai, cô sẽ nhận làm quảng cáo cho công ty của tôi, và mức lương của cô do tôi đề ra. Mức lương rất rẻ, thậm chí là làm không công cho công ty của chú đúng không? Cô đoán đúng đấy. Bây giờ mình mới hiểu tại sao ổng giàu có như vậy. Con người bủng xỉn tham lam như ổng không giàu mới là lạ đó. Còn nếu như cô không đồng ý thì chúng ta sẽ ngưng câu chuyện ở đây. Con đồng ý. Điều thứ ba, cô không được nói với báo chí biết mối quan hệ của cô với Lộc Trung. Cho đến khi nào tổ chức đám cưới của cô và Lộc Trung được thực hiện. Con chưa bao giờ nói cái gì về chuyện này hết, chỉ là do mấy tay săn ảnh thôi mà. Tôi cũng mong cô yên lặng, và bọn báo chí sẽ không có cơ hội đâu. Điều thứ tư, cô nghe rõ đây. Tôi muốn cô không nhận người chị ruột và đứa con quan của cô ấy. Cô yên tâm, cô vẫn cất dưỡng cho cô ấy mà. Không sao đâu. Nhưng cái điều quan trọng là tôi không muốn nàng dâu của mình có những kỳ vết để rồi báo chí phanh phui mổ xẻ vấn đề ra. Cô hiểu chưa? Con đồng ý. Được, tốt. Nếu như vậy thì tôi có thể ra về. Tôi không cần cô hứa gì hết, và cô sẽ chờ ngày để có đám cưới của cô và Lộc Trung. Nhưng cô nhớ một điều là cô không được nói những điều này cho ai biết hết, cho đến khi nào tổ chức đám cưới của cô và Lộc Trung. Và nếu mà nói ra thì sẽ không có đám cưới nào hết, và bản thân của cô cũng gặp nguy hiểm. Cô nhớ đó. Chào cô.
Em khỏe không? Em khỏe. Anh khỏe không? Nè, giậm tay anh nè. Có chuột luôn đó. Thấy cái áo anh không à? Đâu có thấy con chuột đâu. Trời đang lạnh sao anh cởi áo ra được. Bậy nha, bậy nha. Em nè, anh có đọc báo á, thấy trong báo thông tin là em có thai, nhưng mà anh không có tin. Vì anh nghĩ nếu mà em có thai á, người đầu tiên em nói á, phải là anh đúng không? Mà anh có mong có con không? Có sao không, đặc biệt là có con với em. Vậy thì ước nguyện của anh sắp thành hiện thực rồi đó. Hả? Yến Nhân, em nói vậy là sao? Là tụi mình sắp có con. Em nói thiệt hả? Mình sắp có con rồi hả? Em nói thiệt mà, tụi mình sắp có con. Con nằm ở đây nè. Nhìn đi. Anh vui lắm. Mà nè, sao em không báo cho anh biết sớm? Em không có dám nói, tại vì em sợ là ba không có nhận em. Nhưng mà ngày hôm qua ba có qua nhà nói chuyện với em, ba đồng ý nhận em làm con dâu rồi đó. Mà em nè, tại sao ba anh lại dễ dàng đồng ý như vậy? Trước đây á, ba anh rất khó tính về chuyện này mà. Trước đây ba anh khó tính là gì? Ba anh nghĩ là em không có yêu thương anh thật lòng. Nhưng mà bây giờ ba tin chắc là em yêu thương anh thật lòng rồi thì ba đồng ý thôi. Với lại anh cũng biết là tính của ba rất là khó đúng không? Nhưng mà khi mà ba đã đồng ý là chọn cô con dâu này rồi thì anh phải biết là cô con dâu này xứng đáng như thế nào đúng không? Ừ. Anh biết mà. Anh biết sẽ có một ngày mọi người sẽ nhận ra em là một cô gái đáng yêu. Em đáng được trân trọng và hạnh phúc. Em giỏi quá. À thôi, bà anh về rồi. Bye bye em nha, bữa khác mình nói chuyện. Theo kinh nghiệm thực tế của tôi á, tự nhiên có một đứa con gái chạy tới nó có con với ông. Thứ nhất là nó có ý đồ gì đâu. Thứ hai là nó không có con gì với ông hết trơn á, nó chỉ dụ ông thôi. Còn thứ ba là lý do quan trọng nhất, nó có con với thằng khác, xong rồi đem tới bắt ông đổ vỏ. Má thích ăn gì má nói đi, con đi chợ rồi con mua về, hai má con mình nấu cơm với nhau như ngày xưa nha má. Làm gì còn có chuyện ngày xưa. Chuyện những người nghèo quanh tôi lại cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh má mà. Mày ăn cái gì mà ngu vậy hả? Cái não mày đâu? Mày phải biết động não lên chứ. Cái não chứ không phải là cậu hổ. Ăn càng nhiều càng ngu, không làm gì nó hết. Để cho nó tự tại ở ngoài thêm thời gian đi. Khi nào tao cảm thấy thích hợp chế xử cái con nhỏ này nó tệ thiệt. Nó đám cưới mà nó cũng cho ai biết cái gì hết trơn. Thôi à, dì Năm nói thiệt với con nha, dì Năm là người dân đã đành rồi, nó không cho hay tao cũng không cần. Nhưng mà con là chị ruột của nó phải cho con biết chứ. Em có cần hai lên phụ em nha? Không không không, không ai, đừng có lên nha. Không có cần cái gì ở đây đâu, đừng bao giờ lên hết. Sao vậy? Nhà chồng của em lo cho em hết ở trên này rồi. Với lại em đã nói với người ta em là con mồ côi, không có họ hàng gì hết. Nên nếu mà ai lên đây thì sẽ bể chuyện là em nói dối. Ai đừng có lên nha, chứ hai mà lên em giận hai, em không có nhìn mặt hai nữa đâu.